bản chất của cái việc lạc động mạch tử cung này nó là kích hoạt các phản ứng viêm, rồi nó gây dây dính và thậm chí nó gây là biến đổi cấu trúc của vùng chậu luôn. Nó làm cho hai tay vòi bình thường nó có thể phải rất là di động để có thể bắt trứng được. Thì bây giờ hai tay vòi nó cũng bị dây dính, rồi cái trứng thì cái buồng trứng thì bị dính vào vách chậu, rồi những cái tác nhân gây viêm nó khiến ruột bao lên trên đó, cho nên trứng nó rụng ra thì tay vòi không bắt được. Đó là những cái ví dụ cho chúng ta thấy rằng là vì sao lạc nội mạc tử cung lại ảnh hưởng lên cái việc mà có con của người phụ nữ. Hơn hết nữa đó là ví dụ như lạc nội mạc tử cung lại xâm nhập vào trong cơ tử cung thì nó cũng làm cho cái cấu trúc của cái cơ tử cung nó cũng thay đổi. Nó làm cho cái việc mà có thai thì đã đậu thai cũng đã có phần khó khăn. Mà khi đậu thai rồi, cái thai nó phát triển đến cái mức độ trở thành một cái em bé có thể nuôi được cũng khó khăn. Chính vì vậy mà lạc nội mạc tử cung với hậu quả của vô sinh là một cái mối liên hệ rất là chặt chẽ, khiến cho mỗi người bác sĩ khi mà đối diện với bệnh nhân của mình thì luôn phải đặt câu hỏi rằng là bạn muốn điều trị cái lạc nội mạc tử cung này ở khía cạnh là bạn muốn giảm đau hay bạn muốn là điều trị cho có em bé. Đó chính là cái mục tiêu lớn mà cái người bác sĩ luôn luôn phải tìm hiểu và cân nhắc và đồng hành với người bệnh để hỏi rằng là họ mong muốn điều gì, và dựa vào cái mong muốn của họ thì có thể rằng là chúng ta sẽ cố gắng đi theo cái mong muốn của họ để họ đạt được cái nguyện vọng đó. Đối với lại mục tiêu điều trị là để có con ở những người phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung thì ưu tiên hàng đầu của chúng ta không phải là điều trị nội khoa, không phải là điều trị nội tiết, mà lúc này thì chúng ta ưu tiên điều trị là hỗ trợ sinh sản. Thì như bác sĩ Lê Ngọc Diệp đã chia sẻ, thì biện pháp hỗ trợ sinh sản sẽ là một cái biện pháp được xem là đầu tay trong những trường hợp mà những người phụ nữ mong con, mong muốn có con mà bị lạc nội mạc tử cung. Và chính cái việc mà người phụ nữ mang thai ấy, nó cũng là biện pháp điều trị giảm đau của lạc nội mạc tử cung. Cho nên trong những trường hợp mà nhắc lại là trong những trường hợp những người phụ nữ mong muốn có thai, mong muốn có con mà bị lạc nội mạc tử cung thì phải nói rõ cho các y bác sĩ biết để các y bác sĩ sẽ chọn lựa cái biện pháp hỗ trợ sinh sản phù hợp và có con sớm chừng nào thì tốt chừng đấy. Và bản thân cái việc mang thai nó cũng là biện pháp điều trị lạc nội mạc tử cung. Cho nên là ưu tiên hàng đầu của các y bác sĩ sẽ là sử dụng cái biện pháp hỗ trợ sinh sản trong trường hợp mà mong con ở những phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung.